Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, truyền thông Hoa Kỳ ngày hôm qua đã đưa rất nhiều bản tin liên quan tới vấn đề thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với luật sư Hoàng Duy Hùng từ Houston, Texas về vấn đề này. Xin chào luật sư Hoàng Duy Hùng ạ. Xin kính chào anh Vũ Hoàng Lân và xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của Phố Bosa TV. Tôi Hoàng Duy Hùng từ Houston, Texas. Anh Lân ơi! Ngày hôm nay mà chúng ta đang làm chương trình là ngày lễ độc lập. Nhưng mà đó, có lẽ là Tổng thống Trump đã nôn nao bắn một cái pháo bông trước đêm hôm qua. Mà pháo bông bay là một cái gì đó người ta bảo là nổ đom đóm vô cái vấn đề mà nền kỹ nghệ thép từ Việt Nam. Thì không biết anh Lân có phải là muốn làm chương trình về vấn đề này hay không? Dạ thưa đúng vậy thưa luật sư. Nhưng mà cái hình tượng quả pháo bông thường thường nó đi với những cái vấn đề mà vui vẻ, tin tức vui vẻ, nhưng tin tức này thì có lẽ không vui vẻ lắm cho phía nhận được cái quả pháo bông, cho nên là có lẽ là nó là một loại pháo khác, thưa luật sư. Một cách cụ thể, trong loạt bài ghi nhận thấy đó thì trong tờ Thời báo Kinh tế, tức là The Economic Times, có đăng một bản tin với tựa đề là Hoa Kỳ vừa mới bạc tay vào vấn đề nhập khẩu thép từ Việt Nam với mức thuế trên 400%. Trích ra một đoạn ở trong bài viết đó như sau. Trong 3 phán quyết sơ bộ về thép Việt Nam, Bộ Thương mại cho biết một số sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc và Đài Loan được chuyển sang Việt Nam để xử lý trước khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ dưới dạng các sản phẩm thép chống ăn mòn và thép cán nguội. Các quan chức hải quan đã được lệnh thu tiền gửi bằng tiền mặt với tỷ lệ cao 456.23% đối với hàng nhập khẩu các sản phẩm thép được sản xuất tại Việt Nam sử dụng nguyên liệu từ Hàn Quốc và Đài Loan trên 400% mức thuế là cái mức thuế hết sức cao. Luật sư cho biết ý kiến về cái bản tin này thưa luật sư. Thưa anh Lân, ngay cả tờ The Bloomberg của Hoa Kỳ cũng có loan cái bản tin đó gọi là cái slap tức là tán một cái bạt tai. Một mà nhiều người tưởng tượng đó là bạt tai nổ đom đóm, cho nên là một cái nổ đom đóm vô trong cái nền kinh tế về thị trường thép nhôm kim loại của Việt Nam. Và anh Lân cũng đã cho biết rằng là trên là họ nói rất là rõ là nguyên liệu là xuất xứ từ bên Nam Hàn và bên Đài Loan. Vậy thì sao? Là năm 2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ có nói rằng là chúng tôi bắt được tại trận 300 triệu giá khoảng 300 triệu Mỹ Kim nhôm và thép của Việt Nam là xuất xứ từ bên phía Trung Quốc. Và bây giờ đó, thì Tổng thống Trump trước đây hơn một tuần khi mà ông đi qua họp G20 ở bên Nhật thì ông đã nói rằng là cho Việt Nam lợi dụng chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc để Việt Nam lợi dụng mọi người một cách rất là tồi tệ. Thế bây giờ người ta chúng ta lại hiểu cái chữ mọi người đây á, thì bây giờ ngày hôm nay nó lòi sang bên phía của ông Đài Loan và bên phía của ông Nam Hàn là nhập một số chất để mà gọi là chống cái vấn đề ăn làm lờn màu á, đi vô trong cái thép của Việt Nam. Vấn đề đặt ra đó là thép đó, khi mà người ta nói rằng là khi mình làm á, nó có những cái alloy, tức là những cái chất được bỏ vô. Thì tôi không phải là một nhà chuyên gia chuyện này, thì người ta chỉ nói rằng là những cái gì mà làm tại Việt Nam nó phải trên, tức là phải là trên 50%, rồi những cái nơi khác là mình nhập vô những cái gì khác là mình bỏ vô thì nó vẫn là made in Việt Nam chứ. Nhưng bây giờ là Tổng thống Trump theo cái bản tin của Bloomberg cũng như tờ Economics á, thì là nhập một số cái vật gì đó của ở Đài Loan và ở tại Nam Hàn rồi mix nó vào, tức là trộn chung nó để trở thành một cái sản phẩm đưa qua Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ vẫn không chịu, cho rằng đó là tìm cách trốn cái sự áp thuế của Tổng thống Donald Trump. Tôi nghĩ rằng là khi mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra một cái phán quyết quan trọng tăng thuế 400%, thì họ phải có một cái dữ kiện nào đó
đó là những cái gì đó nhập vô trong cái sản phẩm của Việt Nam mà gửi sang Hoa Kỳ nó phải trên 50% xuất phát từ nước ngoài. Ví dụ người ta có thể nói rằng là trong cái bản tin đó đó là cái chất mà làm chống chống xâm nhập về cái vấn đề làm sợ làm phai nhạt màu á thì có thể là từ Đài Loan hoặc là từ Nam Hàn, nhưng mà cái nguyên liệu về thép á, thì có thể là được xuất phát từ bên phía Trung Quốc nhiều lắm. Mà tổng thống Donald Trump á, thì ổng nhắm vào bên Trung Quốc rất là nhiều, cho nên á, là ổng mới tán một cái bạt tai, dùng cái danh từ của tiếng Anh rõ ràng là slap, và tán một bạt tai, nổ đom đóm để mà chặn những cái động thái từ bên phía của Trung Quốc. Quý vị biết là Trung Quốc là một trong những quốc là một trong những quốc gia hàng đầu chế tạo và xuất khẩu thép, đứng hàng đầu trên thế giới. Cái lượng mà xuất cảng thép của Trung Quốc đó, nó còn vượt qua cả cái lượng xuất cảng thép của bên phía của Hoa Kỳ, đến độ mà Tổng thống Trump đã coi đó là một sự nguy hiểm cho nền an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, vì ông cho rằng thép là một trong những cái chất để mà phòng vệ như là làm những cái sản phẩm về quốc phòng. Không? Bây giờ đó, nếu mà thép từ bên phía của bên Trung Quốc mà ông tăng thuế bảo là chứ áp đặt vô rồi, mà bây giờ kỳ trước bảo là chứ nhập vô Hoa Kỳ vậy, là thí dụ cứ cho 25% tăng thuế đi, thì so với cái chuyện gọi là hình phạt, đây là một hình phạt, là một cái tán bạc tai, tức là hình phạt, là bây giờ đó ông chui qua được Việt Nam, ông nhập vô Hoa Kỳ thì bây giờ đó là ông bị tăng 400%, tức là gấp ít nhất là mười mấy cho đến 20 lần mà còn tăng thuế chính thức. Vậy thì á, cái câu hỏi á, là của tôi đó, cái bằng chứng nào của Bộ Thương mại cho rằng thép, nguyên liệu thép, nó bảo rằng là trên là có thể là từ bên phía của Trung Quốc nhiều, để rồi đó là mới nói rằng là cái made in Việt Nam đó nó ít, mà cái made in China hay là thép của China thì nó nhiều. Thì cho tới giờ phút này vẫn có một số nghi vấn của bản thân tôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là có một cái bằng chứng rất là lớn của Bộ Thương mại Hoa Kỳ để họ quyết định chuyện đó. Anh Lân cũng đã đọc tin đã biết rồi, là Hoa Kỳ lập tức là từ những cơ quan báo chí lớn như cả tờ Economic, họ liên lạc với ông Ngoại trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh của Việt Nam để xin cho có ý kiến hoặc là giải tỏa một số thắc mắc. Ví dụ như cái thắc mắc gọi là cái chất thép đó, nó bao nhiêu phần trăm là của bên phía Việt Nam. Thì cho tới giờ phút này, giờ phút mà chúng ta đang nói chuyện với nhau, thì họ chưa có sự đáp lời của bên phía Bộ Ngoại giao Việt Nam. Vậy thì để nói một cái câu nói chính xác hơn, thì tôi vẫn nghĩ rằng là chúng ta cần phải đợi câu trả lời từ bên phía Việt Nam, và hoặc là bên những lời truyền thông dòng chính của Việt Nam. Chứ bây giờ là nói theo của người Mỹ thôi, tức là một chiều á, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đang có một cái thông tin một bên phía của Hoa Kỳ mà thôi, thưa anh Lâm. Luật sư nhắc tới cái chờ đợi cái thông tin của dòng chính từ Việt Nam đó thì chúng tôi cũng có qua ghi nhận thì cho tới ngay thời điểm này những cái trang báo trong Việt Nam đều chưa thấy nhắc tới cái việc này. Thí dụ như là trên trang VN Express vẫn để những cái bản tin cũng liên quan tới vấn đề chiến tranh thương mại nhưng mà là bản tin liên quan tới Trung Quốc. Thí dụ như là người Trung Quốc thấp thỏm lo Trump đổi ý về đình chiến thương mại. Hoặc là bản tin khác mang tên là Trump xác nhận không áp thuế với Trung Quốc. Trump nói thỏa thuận thương mại với Trung Quốc phải có lợi cho Mỹ, vân vân. Tờ Vietnamnet đăng một bản tin Tổng thống Trump khẳng định tình cảm tốt đẹp với nhân dân Việt Nam. Ở dưới đăng kèm một cái hình có ông Trump đi cùng với lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở trong cái dịp mà ông tới Việt Nam lần trước. Cho thấy là truyền thông Việt Nam chưa sẵn sàng đưa cái tin này. Luật sư có cái nhận định gì về việc này ạ? Có thể chúng ta làm chương trình quá sớm, là tại vì từ cái lúc mà có cái bản tin là bên phía của Hoa Kỳ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ
áp thuế 400% lên trên vấn đề thép của Việt Nam đó. Cho tới giờ phút này thì chưa tới 24 tiếng. Chưa tới 24 tiếng rồi, coi như là mới thật sự là mới 18 tới 20 tiếng chúng ta làm chương trình. Thì có thể rằng là bên phía Việt Nam vì một cái chuyện thật là bất ngờ trong trước ngày độc lập của Hoa Kỳ, thì có thể là Việt Nam chưa có một câu trả lời chính thức của những vị cao cấp mà chịu trách nhiệm. Trong một cái thể chế như thể chế của Việt Nam thì họ cần có một cái thông loan tin trong một sự bàn thảo kỹ lưỡng, chừng mực và chính xác. Thưa luật sư, trong thời buổi thông tin hiện nay thì 24 tiếng chứ 1-2 tiếng đồng hồ hoặc thậm chí 5-10 phút là đã quá trễ đối với một nguồn tin. Thưa luật sư, và báo chí Việt Nam cũng cho thấy có những cái bản tin họ đưa tin rất nhanh chóng, thậm chí là coi như là cập nhật ngay lập tức về những cái tin tức từ Hoa Kỳ, thưa luật sư. Thưa Lân, tôi đồng ý với Lân là thời đại về kỹ thuật ngày hôm nay đó, một bản tin chỉ cần trong vòng có vài ba phút thì đã có. Vì cái chuyện mà gọi là đợi tới giờ phút này là gần một ngày mà bảo rằng là chưa có loan tin, thì anh Lân hỏi tôi thì tôi nói là họ có biết hay không, thì tôi nói rằng là chứ có biết chứ. Thí dụ như là bên tờ Economist còn gọi ngay của cái ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh để xin cái câu trả lời, nhưng mà chưa được. Thế thì cái ý của tôi nói rằng là cái vấn đề này nó là vấn đề quan trọng, nó cần có một cái sự trả lời chính thức từ của những người chịu trách nhiệm cao cấp, thí dụ như trong Bộ Chính trị hay là một cái quyết định gì đó. Cho nên không một tờ báo nào ở bên Việt Nam loan tin ngay là vì họ đang đợi cái sự chính thức đó. Thế thì á, lợi hại như thế nào trong cái việc mà gọi là đợi cái sự chính thức đó? Ở những quốc gia như phương Tây mà chúng ta đang ở ngoài đó thì là họ loan tin hết, họ loan tin như tôi nói rằng là trong vòng có tích tắc thì hết tờ báo này sang tờ báo nọ loan tin. Rồi thế nào rồi cái tin này nó cũng phải lọt qua Việt Nam, tại vì cái sự loan tin của cả thế giới rồi. Thì cái lợi đó, đó người ta gọi đó là cái tự do ngôn luận theo cái thời đại của Tây phương. Nhưng mà cái hại nó cũng có, tức là cái việc mà gọi là cái bản tin là có đánh thuế lên trên Việt Nam, nhưng mà người ta soi mói những câu hỏi. Thí dụ như cái câu hỏi mà của bên ông Chief Financial Officer của ING Bank ở bên châu Á, thì ông có nhận định là cái chuyện gọi là theo ông á, cái việc đó là cái việc tự nhiên, những người mà họ đi làm ăn á, ở những quốc gia khác, thí dụ như là mình nói là như vừa rồi đó là Đài Loan và Nam Hàn, thì họ muốn là có cái phần lợi nên họ tuồn tuồn cái này tuồn đồ tuồn nọ để làm sao có cái phần lợi nhiều hơn, họ là những thương gia thì họ làm cái đó. Thì theo ông gọi là Chief Financial Officer của ING Bank thì đó là một động thái tự nhiên. Thế nhưng mà đó, đứng trên phương diện về luật đó, thì khi mình nói như vậy tức là mình có quy tội người ta, mình cho người ta rằng là người ta làm những cái việc phi pháp, đúng không? Thì bên phía của những người mà họ nói đó, họ nói tiếng Anh nó gọi đó là một hình thức speculation, tức là do cái cảm tính, do cái sự suy nghĩ, do cái gì đó của bản thân chứ chưa có cái bằng chứng rõ nét. Thế thì không có bằng chứng rõ nét đó mà nói đó, lỡ sau này nó không phải như vậy đó thì đó cũng là một cái sự thiệt hại. Cho nên như tôi nói rằng là chứ ở ở hải ngoại, ở nước ngoài, thí dụ như về các báo chí của Hoa Kỳ đó, họ nói khi mà lỡ không có cái thí dụ như là không đúng á, không sau khi kiểm chứng với bên Bộ Ngoại giao Việt Nam hay là bên phía Việt Nam xong á, mà nó không đúng, thí dụ như nó có bị chặt một chút xíu đi nữa đó, thì những người ngoài kia đó họ không có bị thiệt hại. Nhưng mà ở trong Việt Nam các báo chí đó mà lỡ mà kiểm chứng có một chuyện gì đó không đúng hẳn á, thì các tờ báo đó sẽ là bị thiệt hại đầu tiên. Cho nên chính vì cái chuyện đó những tờ báo ở Việt Nam có lẽ chưa loan tin là phải đợi cái sự chính thức trả lời
của bên phía của Việt Nam trước đã. Đó là ánh nhìn của tôi, thưa anh Lâm. Vụ đánh thuế trên 400% vào cái kỹ nghệ thép của Việt Nam, đó là một cái mức thuế hết sức lớn. Thực ra chuyện này thì Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố nhiều lần trong thời gian gần đây về cái việc mà Việt Nam có thể là đã nhận những cái hàng từ nước ngoài như là Trung Quốc hoặc là những nước khác, không chỉ thép mà là những cái hàng khác nữa, rồi sơ chế lại ở Việt Nam một chút trước khi mà đưa qua Hoa Kỳ để mà tránh cái mức thuế giữa Trung Quốc với lại Hoa Kỳ hiện nay. Thì chính phủ của Tổng thống Trump đã nói tới nhiều cái lần đó, và có thể nói đây là một cái lần áp dụng đầu tiên rất là nặng nề, nhưng mà là lần áp dụng đầu tiên mà có lẽ cũng phải không phải là cái duy nhất trong những thời gian tới. Câu hỏi được đặt ra là theo luật sư thì trong những ngày tới Việt Nam sẽ điều chỉnh để đáp ứng lại phía Hoa Kỳ cho phù hợp, hay là ngược lại là Việt Nam sẽ chống lại và thậm chí hơn nữa là có một cái cuộc chiến thương mại Việt Mỹ như là một cuộc chiến thương mại Mỹ Hoa Mỹ Trung hiện nay, thưa luật sư? Câu hỏi của anh Lân là có bao giờ có một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ Việt hay không? Tôi nghĩ rằng là những người lãnh đạo ở Việt Nam nhìn thấy cái cuộc chiến Mỹ Việt nó không có lợi cho Việt Nam. Dầu rằng Việt Nam đang đi trong một con đường đó gọi là đa phương hóa chính trị, đa phương hóa kinh tế. Việt Nam ký vào một cái hiệp ước EVFTA với Liên Âu, để rồi đó Việt Nam trong đó đó là Việt Nam có quyền đánh thuế thép lên trên châu Âu, nhưng mà châu Âu thì cho không biết cho thuế cho Việt Nam là tại vì muốn nâng đỡ kỹ nghệ thép của Việt Nam. Nhưng mà đó, Tổng thống Trump đó, ông có thể ông thấy rằng là đây là một cái hình thức mà bên Trung Quốc có thể lợi dụng Việt Nam, những công ty của bên Trung Quốc sẽ lợi dụng Việt Nam cho nên sẽ tuồn hàng hay như thế nào đó qua Việt Nam để rồi xuất cảng sang bên châu Âu luôn. Cho nên Tổng thống Trump ông mới bao vây bên họ, ông mới tán một cái đầu tiên là để bật đèn xanh cho bên châu Âu chú ý. Và cái này đó là cái động thái thứ nhất. Rồi anh Lân hỏi rằng cái câu anh có đề nghị, anh có nói trước là đây có phải là cái duy nhất hay là những cái gì khác nữa hay không? Đây không phải, rõ ràng đây không còn là một cái sự đánh thuế duy nhất lên trên hàng thép của Việt Nam, mà nó sẽ mở màn ra để đánh thuế lên trên những mặt hàng khác. Mà nếu mà những mặt hàng khác mà không phải là làm tại Việt Nam, dầu có giấu giếm hay là kiểu cách nào đó mà tuồn qua Việt Nam mà không phải là hàng thực chất làm từ bên phía Việt Nam theo quy định của Mỹ đó, thì sẽ bị đánh thuế. Vậy thì đó là cái lúc đầu Hoa Kỳ thì ông Tổng thống Trump ông đi ra một cái chiêu rất là coi rất là dễ dãi với Việt Nam, nhưng mà đó cũng là một cái bẫy dễ dãi. Mà anh biết tuân thủ đó, thì anh sẽ được hưởng, anh không biết tuân thủ đó thì ông hốt trọn hổ. Giống như tờ Bloomberg vừa rồi có bình luận là nếu mà đánh thuế thép Việt Nam bây giờ là 400% thì Việt Nam, tức là những cái công ty tại Việt Nam mà làm thì họ cho rằng là không có bị thiệt hại bao nhiêu, vì thép đó họ cho rằng không phải của Việt Nam, họ cho rằng của Trung Quốc. Vậy thì các công ty của Trung Quốc mà tưởng lợi bở mà lợi dụng của vấn đề của Việt Nam thì sẽ bị thiệt hại. Nhưng mà đó, Bloomberg cũng đánh giá đó là một cái sự thiệt hại ngắn hạn cho Trung Quốc. Trung Quốc các công ty đó chỉ bị ngắn hạn, nhưng mà đó, Việt Nam bị thiệt hại dài hạn. Dài hạn là cái kỹ nghệ thép của Việt Nam đáng lẽ được nâng đỡ để phát triển, để trở thành gì đó dần dần cứng cáp, thì bây giờ nó bị triệt tiêu luôn. Việt Nam bị thiệt hại lâu dài. Vậy thì đó, nếu mà tính theo cái phần trăm thuế của Tổng thống Trump mà áp thuế lên trên Việt Nam thép là 400% á, thì giá cả thép của Việt Nam nó còn mắc gấp mấy lần giá của những quốc gia khác như Trung Quốc. Vậy thì tự nhiên cái kỹ nghệ thép của Việt Nam bị chôn vùi ngày hôm nay á, không kèn không trống, đã bị đào một cái huyệt và
trôn xuống. Thế thì Việt Nam sẽ không có quốc gia nào dám mua thép của Việt Nam bằng kiểu này nữa. Ông Mỹ mà không mua, ông ra một cái chiêu này rồi thì Liên Âu họ cũng sẽ chú ý và họ sẽ như thế nào đó với kỹ nghệ thép của Việt Nam. Vậy thì cái nhận định của Bloomberg là Việt Nam đáng lẽ hưởng, thì bây giờ đó là tự nhiên chôn mình một cái sự thiệt hại lâu dài về một kỹ nghệ đáng lẽ cần phải được nâng đỡ và phát triển. Thưa luật sư, câu hỏi lại được đặt ra là theo cái dự đoán của luật sư đó, thì trong những ngày tới Việt Nam sẽ điều chỉnh để mà có thể phù hợp với lại cái đòi hỏi của Hoa Kỳ, hay là sẽ có sự chống đối lại và có cái một cách cụ thể là có sự trả đũa nào đó về mặt thuế thương mại. Thí dụ như là chúng ta đã thấy là Hoa Kỳ đánh thuế Trung Quốc thì Trung Quốc sẵn sàng đánh thuế lại, còn một mặt hàng nào đó Việt Nam sẽ đi theo con đường đó hay không, hay là họ sẽ là tôi hồi nãy tôi nói có hơi dài dòng một chút xíu, nhưng mà thực sự cái ý của tôi là cũng muốn trả lời câu hỏi đó. Việt Nam có trả đũa lại cho Hoa Kỳ không? Việt Nam lấy cái gì mà trả đũa? Thí dụ như cái nền kinh tế thép, thì tôi nói rằng là đáng lẽ Việt Nam cần có thời gian để vươn mình, tức là trong cái giai đoạn còn rất là sơ khởi để mà tiến lên. Thì bây giờ tự cái đó đã chết rồi thì lấy cái gì để mà gọi là để trả đũa? Việt Nam trả đũa lên trên cái gì của Hoa Kỳ? Việt Nam hiện giờ cán cân mậu dịch là Việt Nam như tờ Bloomberg nói là năm 2014 thì chỉ có chênh lệch nhau 20 tỷ. Năm 2019 chênh lệch nhau 39 tỷ. Vậy thì bây giờ nếu mà Việt Nam bảo rằng chứ là chống lại hay là tạo một cái chiến tranh kinh tế mới với Mỹ, thì những cái mặt hàng của Việt Nam đó mà mua, ví dụ như bây giờ tẩy chay không mua Boeing rồi để mua Airbus, thì cái tán của Tổng thống Trump về vấn đề mà kỹ nghệ thép này nó cũng làm cho ông Airbus phải cẩn thận, phải biết rằng là có chuyện gì ông Trump ông cũng sẽ trừng phạt lên trên Airbus. Không quốc gia nào mà dám gọi là giỡn mặt với ông Hoa Kỳ chuyện này, ngay cả Iran cũng đâu có dám giỡn một cách nào đó, cũng đủ bị gọi là bị khủng hoảng. Thế cái câu trả lời của tôi đó là Việt Nam chưa có đủ sức, bởi vì các mặt hàng mà Việt Nam mua của Mỹ nó còn yếu lắm, nó còn yếu về vấn đề than. Thì cái chuyện Tổng thống Trump có thể bị than đá, ông có thể bị có một số nào đó mất kỷ điểm cử tri ở tại West Virginia, nhưng mà Việt Nam cũng cần than đá tốt của Mỹ. Vậy thì Việt Nam có dám trả đũa hay không? Thì tôi đã phân tách sơ đó là những cái nặng á, như là thép đó, Việt Nam đã tự làm cho mình bị mất điểm. Nhưng mà Việt Nam cần xuất cảng quá nhiều sang Mỹ về những cái hàng may mặc, những cái hàng kỹ nghệ nhẹ đó. Cho nên là Việt Nam khó có cơ hội nữa để mà trả đũa Hoa Kỳ. Và Việt Nam không dạy gì, thưa anh Lân, như tôi nói là chính sách của Việt Nam là thấy như vậy đó. Thì Việt Nam phải điều chỉnh. Bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, cách đây gần một tuần, khi mà bà nói rằng là Việt Nam sẽ điều chỉnh để thứ nhất là khép kín lại cái sự cán cân mậu dịch, thì điều đó làm cho Hoa Kỳ vui đương nhiên rồi. Thứ hai là làm sao cho các công ty của Hoa Kỳ đầu tư vô Việt Nam không bị khó khăn. Và thứ ba là khuyến khích các thương gia Việt Nam đầu tư vô Hoa Kỳ. Những cái lời nói đó là những lời điều chỉnh cán cân mậu dịch, tạo một cái sự mát lòng mát ruột với chính phủ Hoa Kỳ, cho rằng Việt Nam có thiện chí chứ không phải là Việt Nam để là một cái nơi mà tiếng Anh nó gọi là dumping, tức là những cái nơi mà người ta bỏ thả xả rác vô để rồi mà xuất cảng sang Mỹ. Bây giờ đó, cái vấn đề mà khi mà Tổng thống Trump ổng đánh thuế 400% lên trên thép Việt Nam đó, tôi nghĩ rằng là chắc chắn Bộ Chính trị Việt Nam sẽ có động thái mạnh hơn nữa để làm sao làm sập cái nguồn máy của Việt Nam, ngõ hầu không để cho những cái kẻ hở luật pháp, những công ty của Trung Quốc lợi dụng các công ty con ở Việt Nam để đưa những cái hàng hóa nó không có đúng. Đó là sự suy nghĩ của tôi, thưa anh Lân. Việt Nam sẽ phải điều chỉnh để thích ứng với một cái trừng phạt mới của Hoa Kỳ. Như vậy thì từ cái vấn đề này có thể nhìn một cái góc độ khác của vấn đề. Xưa nay
vẫn thường hay có cái dư luận hoặc là có cái cách nhìn rằng là nhìn vào cái quá khứ của Việt Nam với Trung Quốc đó, thì vẫn cho rằng là Việt Nam thường hay đi sau Trung Quốc một chút, nhái lại những cái chính sách của Trung Quốc để tại vì cái tình hình hai nước tương đối giống nhau, để học hỏi từ những cái chính sách Trung Quốc để mà áp dụng ở Việt Nam, chúng ta thấy cũng đã xảy ra rất nhiều. Phải chăng đây là một trong những việc mà Việt Nam không áp dụng theo chính sách của Trung Quốc? Vì chúng ta thấy rõ ràng Trung Quốc đã sẵn sàng nhảy vào cuộc chiến với Hoa Kỳ, sẵn sàng đánh thuế ngược lại Hoa Kỳ. Việt Nam nếu không chọn lựa cái đường đó, có nghĩa là Việt Nam có thể là vào những cái sự kiện, những cái vấn đề cần thiết thì có thể không lặp lại những cái con đường của Trung Quốc. Câu hỏi của anh Vũ Hoàng Lân đó là Trung Quốc sẵn sàng đối phó và mở một cái cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ Việt Nam là đàn em không bắt chước Trung Quốc mà chắc có lẽ là phải là uyển chuyển để né tránh một cái cú tát bạc tai của ông Tổng thống Trump vừa rồi. Trung Quốc họ làm được vì họ dầu muốn dầu không là một quốc gia lớn. Và một họ nhập cảng như vậy đó thì chúng ta đã thấy rồi là ít nhất cũng là cả một trăm mấy chục tỷ, 250 tỷ hàng hóa của Hoa Kỳ. Vậy thì là nếu mà họ phản đòn đó thì cái dân số đông của họ là thí dụ chỉ mua đậu nành thôi, cái công nghệ đậu nành đó, họ mua nó một năm như vậy là bao trùm luôn cả những cái tiểu bang miền trung của Hoa Kỳ, thì họ dí đòn vô cho Tổng thống Trump phải nhượng bộ một số nào đó. Cái cuộc chiến thương mại dầu dầu bên Trung Quốc là có phản đòn, nhưng mà đó họ cũng bị tăng thuế rất là nhiều, không phải là 400% nhưng mà 25% là chúng ta đã thấy rồi, trên 250 tỷ, còn mấy trăm tỷ còn lại đó thì họ đang điều đình. Và Trung Quốc á, là người ta nói rằng là cái mức phát triển bị tụt xuống và người dân Trung Quốc là rất là nôn nao chuyện này. Nếu cái vấn đề mà Việt Nam đi vô cái vết xe đó của Trung Quốc mà Việt Nam không có những cái công nghệ lớn nặng để mà đối phó với Hoa Kỳ khi mà đưa tới một cái nấc bộ cao hơn. Ông Trung Quốc ông còn có Huawei, Việt Nam chưa có. Việt Nam chưa có đủ sức để mà gọi là mà đối phó với cái tình huống này. Cho nên cái câu hỏi của Lân là Việt Nam không có đi theo cái vết xe của Trung Quốc để trở thành một cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Trung Quốc có cái hay của Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc cũng có cái bối cảnh và lịch sử địa thế của Trung Quốc. Không phải cái chuyện gì Trung Quốc đi thì Việt Nam cũng sẽ phải đi. Việt Nam là một quốc gia có tự chủ, có độc lập. Việt Nam có những cái người lãnh đạo họ nhìn thấy được vấn đề thì theo tôi tin, đây là tôi đánh giá. Việt Nam sẽ không đi theo con đường đó mà Việt Nam sẽ tìm cách là đa phương hóa kinh tế mạnh hơn nữa với những quốc gia như là Liên Âu và sẽ sẵn sàng đa phương hóa kinh tế với Trung Quốc, với Nhật Bản, với Nam Hàn, với Đài Loan, với Nam Dương, với Thái Lan để cứu nguy khi mà bị một cái tác tài từ bên phía Hoa Kỳ. Thưa anh Lần, Việt Nam sẽ nhịn. Nhịn đây không có nghĩa là mình dở, mà nhìn đây là thấy mình có một số khuyết điểm mà bị một số công ty của Trung Quốc hay là một số nơi khác nào đó đã lợi dụng cái phía của Việt Nam mà chuyển hàng sang để cho Việt Nam bị một cái trận này. Nhưng mà cái này nó cũng mở ra một cái hình thức khác. Tôi nghĩ là trong những ngày tháng tới á, là ông Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng á, ông sẽ làm sạch guồng máy, tức là ông chống tiêu cực mà. Ông sẽ cho điều tra, tìm hiểu nguyên do. Anh nào trong các công ty nào dám để cho mặt hàng thép của Trung Quốc nằm ở tại Việt Nam như vậy? Anh nào có quyết định là để nhập cho một cái mức độ gọi là trên cái quyết định, trên cái quy quy định của quốc tế? Thì chắc là trong những ngày tháng ngày tới, theo tôi đánh giá là sẽ có những người sẽ phải trả lời một cách rõ ràng với ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước, với Bộ Chính trị, với Ủy ban kiểm tra những ngày tháng tới. Vì đây không còn là một cái gì đó trong nội bộ, mà đây lại là một cái sự, xin lỗi, là cái danh dự của cả dân tộc Việt Nam trước quốc tế. Thì Tổng Bí thư và Chủ
Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ có, theo tôi thì chắc chắn là Bộ Chính trị sẽ có những động thái để giữ danh dự của Việt Nam, thưa anh Lập. Bây giờ nhìn vào cái góc độ gọi là tích cực của cái vấn đề này, dĩ nhiên là cái mức thuế trên 400% là hết sức nặng, và tiêu chí của Tổng thống Trump làm cái việc gì cũng vậy, kể cả việc này, đó là American First, tức là làm cái điều này để mà tốt cho Hoa Kỳ. Nhưng mà cũng thấy được rằng nếu Việt Nam điều chỉnh một cách hợp lý để phù hợp với cái đòi hỏi này đó, thì Việt Nam sẽ không phải nhập những cái loại thép như vậy từ nước ngoài, từ Trung Quốc, từ Đại Hàn, từ từ Nam Hàn, từ Đài Loan vào Việt Nam, thì là sẽ sử dụng thêm nữa những cái loại thép, những cái nhà sản xuất thép chính gốc Made in Việt Nam, thì đó lại là mở ra một cái điều rất tốt cho cái kỹ nghệ thép của chính Việt Nam, của các nhà sản xuất của Việt Nam. Đó là một cái điểm tích cực. Luật sư nghĩ sao? À, khi mà người ta nói rằng là người ta áp thuế lên trên thép của Việt Nam thì không cần biết đó, bây giờ nó không cần biết là thép đó là xuất xứ hoàn toàn từ bên phía Việt Nam hay là thép đó là có xuất xứ từ bên Trung Quốc hay là nhận từ bên phía Đài Loan hay Nam Hàn, người ta không cần biết nữa. Người ta đã nói là tại vì anh một con sâu làm rậu nửa canh, một công ty mà làm cái chuyện gọi là tuồn thép của bên phía của bên Trung Quốc vô Việt Nam rồi với là rồi đóng cái mộc Made in Việt Nam làm cho những công ty khác bị thiệt hại. Như tôi đã nói hồi nãy đó là tờ Bloomberg họ có đánh giá đó, họ bảo rằng là cái thương lúc đầu này cái giai đoạn này là sơ khởi đó, thì những cái công ty của Việt Nam nó không phải là những công ty sản xuất thép đó, đó. Thì cái thiệt hại thực chất ngay bây giờ đó là của những công ty Trung Quốc mà tuồn thép sang Việt Nam, nhưng mà nó cái thiệt hại dài lâu là cả một cái kỹ nghệ thép của Việt Nam đó. Cái dài lâu cho nên các công ty khác là bị hậu quả lây, bị trừng phạt cho đến khi nào mà như tôi nói là những cái khúc mắc đó được giải mã, tức là được được bên phía của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói rằng là cho cái thép này là công ty nào đó làm chuyện tầm bậy chúng tôi trừng phạt rồi, chỉ có những công ty nào với bây giờ vậy thì bắt đầu mới có những cái sự đối thoại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cho thấy rằng là Việt Nam điều chỉnh khắc phục những cái khó khăn đó, khắc phục những cái chuyện mà gọi là tiêu cực như vậy. Bởi vì điều đó cho nên như tôi đã nói rằng là vì như vậy đó chưa có một cái câu trả lời chính thức từ bên phía của cấp cao cho nên không tờ báo nào dám loan tin ở tại Việt Nam ngay bây giờ, là tại vì nó không biết thực hư nó như thế nào ở trên, để cho ở trên có một cái quyết định rõ ràng và điều nghiên, tôi chắc chắn sẽ có một cái sự điều nghiên rõ ràng cái chuyện này để câu trả lời giải mã những cái tiêu cực vừa rồi, thưa anh Lập. Xin cảm ơn luật sư rất nhiều cho những ý kiến liên quan tới vấn đề này. Luật sư có một cái kết luận trước khi chúng ta chấm dứt, thưa luật sư. Khi mà nhìn vô cái sự kiện lịch sử này gì đó, tôi nói chữ lịch sử là tại vì đó, chưa bao giờ Việt Nam với quốc tế và với giống như Hoa Kỳ đó bị một cái này nặng lắm. Thì tôi cũng cảm thương cho cái ông lãnh đạo của đất nước. Chắc trong những ngày tháng tới nữa nó ông mệt lắm. Ông sẽ rất là vất vả làm việc cực nhọc, vì phải điều nghiên đủ thứ hết để giải tỏa một cái tiêu cực của đất nước không đơn giản, khó lắm. Tôi cảm thông cho cái sự hy sinh của ông Chủ tịch Tổng Bí thư nước phải lo trong những ngày tháng ngày tới để giải tỏa những cái tiêu cực này. Và tôi cũng thấy rằng là Việt Nam là vì như tôi nói rằng là đang vươn mình dậy thì cần có một cái sự củng cố lại để làm sao cho các công ty của chúng ta, tức là Việt Nam, không bị những công ty nước ngoài lợi dụng để mà tuồn hàng vô làm cho đất nước của chúng ta bị thiệt hại. Nhiều người như tôi nói rằng là ông Chief Financial Officer của bank ING đã cho rằng đó là một cái khuynh hướng tự nhiên. Chúng ta hiểu là khuynh hướng tự nhiên
thì ai cũng muốn lợi dụng cơ hội để trục lợi, làm giàu lẹ cho cái công ty của mình. Nhưng mà với một nhà nước như Việt Nam đang vươn mình dậy thì phải cần cảnh báo nhiều hơn nữa. Nhờ tôi đề nghị là người dân của chúng ta cần có những kiến nghị làm sao ủy ban thanh tra của nhà nước phải làm sạch cái chuyện này thì đất nước của chúng ta mới tiến lên được. Đó là ý kiến của tôi, thưa anh Lâm. Xin cảm ơn luật sư một lần nữa, và nhân đây chúc luật sư một ngày lễ độc lập thật là vui vẻ và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những lần tới, thưa luật sư. Cảm ơn anh Vũ Văn Lân. Đáng lẽ là đã chạy ra ngoài bãi biển, nhưng mà nhờ anh Lân cho nên tôi ở lại hôm nay, chắc ở nhà barbecue thay vì ra ngoài barbecue ở ngoài bãi biển. Cảm ơn anh Vũ Văn Lân rất là nhiều.